Rồi, hello anh em nha. Lên cho anh em cục máy cúp 8650 3 số không đời. Xin rẻ xe kho Honda xe băng nội địa Nhật về ha. Tình trạng là máy một cục nguyên cục này mình bán cho anh em giá là 3,7 triệu nha anh em. Bao chỉ cục máy như hình ha. Đó, máy 86 lửa đồ chùa. Đó, bộ lửa cực đẹp luôn nè. Lửa Denso ND xe băng. Dây chui là nguyên zin không cắt đứt ha. Đó, cốt dòng tải thẳng băng như mới. Máy thì mình thấy là nguyên zin, chưa đụng chạm gì hết nha anh em. Đó. Mình bán thì bao với anh em là máy sống, vô lăng còn quay được, hơi hám còn nhẹ nhàng ha. Không chết không bó ha, như hình. Anh em về gắn được cho tất cả các dòng xe 81, 86, 82, 83, 84 gì hết. Nói chung là dòng hại xe cúp là ok hết nha anh em. Chali đều được luôn hết luôn. Đó, lóc là sơn zin toàn cặp nha. Đó. Đúng máy rã xe Honda xe băng là địa Nhật về ha. Chưa có sử dụng loại nước khác nha anh em. Đó. Máy đẹp ha, không nứt bể gì hết nha anh em. Con này mã đầu em 18 nha. Rồi. Máy như hình nha anh em. Đó, bên dưới nè. Rất là đẹp. Rồi, cần xài thì alo em nha.